Tục chuyên đề 6 với chủ đề số 2. Chủ đề số 2 là liên quan đến cái bài toán đó là mình xác định độ lệch pha giữa hiệu điện thế của hai cái đoạn mạch mà ghép nối tiếp nhau trong một cái mạch điện xoay chiều tổng quát. Thế thì về mặt phương pháp, chúng ta cần nhớ thầy những cái nội dung sau đây. Đoạn mạch 1, ví dụ như là L1 này, R1 này, C1 này, ghép nối tiếp với đoạn mạch số 2 là L2, R2, rồi C2. Thế bây giờ nhiệm vụ của mình là phải đi tìm cái độ lệch pha giữa đoạn mạch 1 gồm có L1, R1, C1 và đoạn mạch 2, R2, L2, C2. Cần tìm độ lệch pha, tức là này, phi của U1 trừ đi phi của U2 bằng bao nhiêu. Thế thì chúng ta phải hiểu như thế này: trong đoạn mạch mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện là như nhau. Như vậy cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch 1 giống cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch 2. Do đó thầy sẽ đi tính cái phi 1. Phi 1 thầy định nghĩa nó là gì? Phi U1 trừ đi phi Y. Được chưa nào? Thế thì phi 1 mà được đặt như thế này rồi thì chúng ta lại nhớ là tang phi 1 tính thế nào nhỉ? Tang phi 1 thì bằng là ZL1 trừ ZC1 chia cho R1. Đúng không nào? Phi 2 bằng phi U2 trừ đi phi Y. Thì ta lại có là tang của phi 2 nó lại bằng ZL2 trừ ZC2 chia cho R2. Thế thì nhìn vào đây ta thấy ngay phi U1 trừ phi U2 là cái cần tìm. Vậy thì nó quan hệ nào với phi 1 và phi 2?